Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh ô tô hay. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback rất là rộng rãi, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc DU Gentra X phiên bản hatchback một đầu, sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 1.2. Một mẫu xe với trang bị cái động cơ này thì chạy rất là vừa vặn và tiết kiệm nhiên liệu. DU Gentra X này thì trang bị cũng khá là đầy đủ. Đấy, phanh đĩa phía trước, túi khí, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xòe và có cả cửa sổ trời nữa. La răng đúc 4 bánh. Đấy, sơn xi màu ghi xám nhá. Sơn xi rất là đẹp, đèn đóm rất là đều, đèn pha, đèn gầm đầy đủ này. Đó, xe mang biển kiểm soát 15A00605. Đó, DU Gentra X. DU Gentra này thì có một bản bản sedan. Đấy, cũng trang bị máy 1.2. Đó, phiên bản sedan thì chỉ có phiên bản số sàn thôi, không có số tự động. La răng đúc 4 bánh, dạng hợp kim nhôm, dạng đa chấu. Bản này trang bị la răng tận 15 inch nhá, phanh đĩa phía trước và phía phanh tăng trống phía sau. Xi nhan vừa trên gương vừa trên sườn. Xe thì hạn đăng kiểm rất là dài, tháng 7 2023. Đấy, cửa sổ trời. Đó, một mẫu xe hatchback rất là rộng. Hiện tại thì Hyundai Grand i10 có chiều dài form mới nhất ấy, có chiều dài là khoảng 3m7. Đấy. Đấy, tương đương với mẫu xe này, thậm chí xe này còn dài hơn mẫu xe hatchback. Có xe này trang bị hai túi khí, một túi khí cho phía bên phụ và trên vô lăng cho người lái. Đấy, chủ xe đã lên rất nhiều đồ rồi, màn hình Android, cam nùi, cam hành trình. Đó. Trần đã lên trần 3D để chống nóng chống ẩm nhá. Đấy, nội thất ghế da. Đấy, màu cũng màu ghi xám luôn. Hai tông màu. Túi khí trên vô lăng 4 chấu. DU Gentra này thì vô lăng vẫn trợ lực lái thủy lực. Đấy, đi nó sẽ rất là đầm tay. Đó, ốc áp màn nè này. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 229 triệu đồng, 219 triệu đồng nhé. 219 triệu đồng DU Gentra, nhập khẩu, sản xuất 2009, phiên bản số tự động. Đó, phần táp ly 4 cánh này rất là ok luôn. Theo chỉ này. Đó, nội thất ghế da sạch sẽ, ghế rộng. Ghế này khá là rộng này. Rất là sạch sẽ. 219 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Đấy, bình xăng của dòng xe nhập thì nó ở phía bên tay phải nhé, đằng sau bên phụ. Đấy, cần những cái dòng xe mà sản xuất trong nước thì bình xăng thì ở bên tay trái, ở bên đằng sau bên lái. Họ la răng còn khá đẹp, logo DU. Phần cua lốp này khá là ok luôn. Đuôi lớp gió này rất là to, vừa vặn. DU Gentra đời này thì vẫn là dùng khóa điện, dùng khóa mở cốp nhé. Ngoài cam nùi thì trang bị 4 mắt cảm biến này. Đó. Công nghệ đèn halogen cả trước cả sau. Phần vỏ khá là đẹp. Phần gầm bệ đây. Gầm bệ sạch sẽ, không hề mục mọt gì. Đấy, cái ống bô thì không tránh được nhé. Cái ống bô nó nóng như vậy. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất. Đấy, về điện thoại quý vị các bạn. DU Gentra dòng xe ngập, xe nhập thì tôn vỏ dày, đi đầm chắc và cách âm tốt hơn những cái dòng xe sản xuất ở Việt Nam. Đó là trong từng phân khúc nhé. Ví dụ có những phân khúc sản xuất ở Việt Nam nhưng những mẫu xe từ hạng C, hạng D trở lên thì nó sẽ có cái tiêu chuẩn khác. Đó, gương kính chỉnh điện cụt xòe này. Đó.
em sẽ mở khóa cho một cốp cho quý vị xem này. Hatchback một đầu. Những dòng xe hatchback một đầu thì nó sẽ bị 5 cửa. Bị dắt một chút xíu. Cốp thì cũng khá là rộng. À, đây là bảng tablo đồng hồ dạng analog. Đó, máy đã nổ này. Bóng khí này, bóng đô hơn 16 vạn. Cam hành trình. Màn hình Android. Cam nùi. Phần táp ly 4 cánh đều khá là đẹp. Gương kính điện này, sấy ghế luôn nhé. Rất ăn chơi. Điều hòa chỉnh tay. Điều hòa 2 chiều, sấy gương, sấy kính đầy đủ. Âm thanh cũng khá là hay nhé. Đấy, vì lý do bản quyền em không test âm thanh cho quý bạn xem được. Đấy, màn hình nét căng. Khóa này tích hợp khóa trên chìa luôn. Phím bấm trên vô lăng này, tăng giảm âm lượng này. Đấy, lách bài này. Đó. Đấy, phiên bản số tự động, hộp số 4 cấp và hỗ trợ leo dốc đồ đèo. Số thấp này, D412 này. Máy 1.2 thì cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ khoảng 6 lít rưỡi đến 7 lít được hỗn hợp thôi. Cửa sổ trời toàn cảnh. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý các bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý các bạn xem. Dòng xe nhập khẩu bây giờ cảm giác thiết kế cũng rất là sang trọng, rất tiện ích. Đó, cửa đóng rất là êm. Đấy, vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Gentra X phiên bản hatchback một đầu, sản xuất 2009, phiên bản số tự động, máy 1.2. Máy này thì Bill Gentra thì sử dụng máy S-Tech 2 16 van, tức là sử dụng trục cam phép âm thanh thông minh, trang bị 4 máy ấy. 1, 2, 3, 4 này. Đó. Có cụm chia ABS này. Máy chia ABS chống bó cứng, chống sơn trượt. Có máy nổ rất êm luôn. Đây là phần dầu trợ lái này, dầu thủy lực nhé. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Với mức giá chỉ loanh quanh 200, quý bạn đã sở hữu một mẫu xe dự đi lại gia đình, chủ động, riêng tư và bảo vệ sức khỏe. Phần tem mát này. Một chiếc mẫu xe hatchback nhập khẩu. Đấy, sản xuất 2009. Đấy, phiên bản số tự động Bill Gentra X. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 219 triệu đồng. Vâng, 219 triệu đồng mình đang bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm, có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.